Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà để show cái màn hình điện thoại lên trên máy tính. Đây nha, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Đấy. Các bạn có thể show được cái màn hình điện thoại của bạn trên máy tính. Đây nha. Đấy. Thì cách thức để show cái màn hình điện thoại trên máy tính như nào thì các bạn cần tải về cái app là Android. Đây, cái app sẽ app này đấy, Android. Thì để tải cái app này về thì các bạn cũng vào cái CH Play này, các bạn gõ tên là rồi đấy, thì bạn tải cái ứng dụng này về nhé. Sau khi tải xong về thì các bạn phải đăng ký cái tài khoản, các bạn phải đăng ký cái tài khoản này. Đây mình sign out ra nhé, đợi chút mình nhập cái password nhé. Đấy, thì như vậy là mình đã đăng đăng xuất ra rồi. Thì các bạn phải tiến hành đăng ký một cái tài khoản ở đây. Sau khi đăng ký thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập trên cái ứng dụng này. Đấy. Đây. Các bạn tiến hành đăng nhập xong rồi nhá. Thì trong cái phần Android Web này, các bạn kích vào đây nhé. Đấy. Thì bên trên cái máy tính này thì bắt buộc các bạn sẽ phải vào trang là Android. Địa chỉ là web này. Đây các bạn nhé, các bạn muốn lấy thì các bạn có thể nhìn vào đây này. Đây, bước 1 là các bạn sẽ vào cái trang web.android.com. Sau đó là đăng nhập với cái tài khoản của các bạn. Đấy. Web này, .android.com đây ở trên cái trình duyệt của mình nó lưu ấy, địa chỉ trang web này rồi thì mình sẽ gõ luôn vào. Đấy. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào rồi thì một là các bạn có thể dùng cái hình thức là quét cái mã QR này để đăng nhập cái tài khoản của các bạn, tức là các bạn kích vào đây này. Hai là các bạn sẽ thao tác gõ trực tiếp mật khẩu của bạn, gõ tài khoản trực tiếp của bạn vào đây để các bạn đăng nhập. Đấy. Đấy, thì ở đây mình sẽ dùng cái phương án là quét QR code nhé. Đây. Đấy, sign in này. Đợi một chút, có thể nó không nhạy lắm. Rồi, nó đã đăng nhập vào rồi đấy. Nó hơi chậm hơn một chút các bạn nhé. Hơi chậm mất khoảng tầm 3-5 giây. Rồi, sau khi các bạn đã tiến hành đăng nhập xong này, thì các bạn kích vào đây này. Kích vào cái dòng chữ MyRowing này. Đấy. Và ở trên điện thoại của bạn sẽ hiện lên cái dòng thông báo là bắt đầu ghi hình hoặc chuyển tới Europe. Đấy, các bạn ấn bắt đầu bây giờ. Đấy, như vậy là các bạn kích vào đây để cho phóng to nhé. Đấy, thì lúc này nó đã kết nối rồi đấy. Kết nối giữa điện thoại và máy tính rồi. Đấy, show được toàn bộ cái hình ảnh và cái thông tin của cái điện thoại của bạn trên máy tính. Tất cả luôn nhé. Mirroring nó chính là như kiểu là hình thức gương ấy, nó sẽ phản chiếu, hoặc là hình thức phản chiếu toàn bộ cái nội dung thông tin trên cái điện thoại này, ghép lên trên truyền tải lên trên cái trang Aero trên máy tính này, thì để cho các bạn có thể trình chiếu
các cái ở trên điện thoại của bạn, trên máy tính. Và ngoài ra các bạn muốn muốn quay video đối với lại cái màn hình điện thoại này trên máy tính. Bởi vì là quay trên cái điện thoại này thì nhiều khi các bạn thao tác bằng tay ấy, thì nó sẽ không hiển thị các cái thao tác được. Mà các bạn quay, các bạn muốn mô tả trên cái máy tính này thì bạn sẽ dùng chuột này, ví dụ kích vào đâu này, kích vào đây hoặc kích vào đây hoặc kích vào đây, thì các bạn sẽ mô tả bằng chuột này thì nó sẽ dễ hơn. Đấy. Mục đích của nó là như thế. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để show cái màn hình điện thoại lên trên máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.